Hello, xin chào tất cả anh em. Giới thiệu đến anh em một cây quạt cây đến từ Nhật Bản. Đây chính là cây quạt LED. Dòng này là dòng Deluxe nha anh em, dòng cao cấp. Đó. Thì như anh em có thể thấy thì cây quạt này thì nó cao đến 1m80, rất là cao. Toàn thân của nó thì đều được làm bằng gang sắt hết. Thì như anh em có thể thấy ở cái phần thân đế này. Cái đế của nó cũng được làm bằng gang sắt và cái phần thân này cũng là gang sắt luôn. Lên trên tới đây thì anh em có thể thấy tất cả cái phần bọc này của nó đều được làm bằng sắt hết, mặt của nó cũng thế, mặt nhôm. Chỉ có cái viền này là cái viền nhựa. Đó. Con này thì hộp số đẩy. Đấy, nó có hộp số 3 cấp. Bên này thì nó có một cái nút vặn túp lăng. Đây anh em có thể thấy, chúng ta vặn thì nó sẽ xoay. Con này thì anh em thấy ở đây nó có xoay cái cò thì sau nó sẽ gạt 45, 65 và 100 độ. Cái độ xoay ấy. Đó. Rất là đẹp. Mấy con này là cái dòng sưu tầm nên là chọn quạt là cực kỳ kỹ. Mấy con này hàng đấu giá hết nên là mình có thể xem được cái phần hình ảnh của nó trước khi quyết định mua về. Đó. Rất là mới nha anh em. Nói chung là rất là hiếm. Đây là cái phần cổ, anh em thấy nó vẫn còn rất là mới. Cái lồng này là cái lồng phía sau, có thể nó gọi là mới tinh luôn, mới keng. Con này thì nó là cánh 40, cho anh em chiêm ngưỡng cái lồng của nó. Nói chung là mới như full box. Cái lồng này đẹp. Đây là cái phần mặt giữa này. Nói chung là con này rất là mới. Hàng bao nhiêu năm rồi mà còn giữ được như này là quá quá đẹp luôn. Đây là cái phần thân ở phía bên này. Cái này em chưa cho lên hết đâu. Đây có một cái nút chúng ta vặn để lên cao thấp. Cái phần thân này anh em có thể thấy là cái sơn của nó còn rất là mới này. Mới keng luôn. Và cái phần dưới đế này cũng thế. Đối với những con quạt cây mà để giữ được như thế này là cả một cái kỳ công luôn. Ít sử dụng. Nói thẳng là những con quạt này nó ít sử dụng. Đó. Rất là cao, cao to đẹp dai. Đó. Phần lồng đẹp lắm nha anh em, đẹp quá trời. Ở đây anh em mà để ở phòng khách của gia đình thì trưng bày thì hết sảy luôn. Đó, mặt LED leo cool. Rồi, cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích chiếc quạt cây này thì liên hệ với em. Con này thì nó là hàng đấu giá và đi máy bay. Và cái con này nó rất là nặng. Nên là anh em thừa biết là cái chi phí để mua được con quạt này về Việt Nam nó như thế nào. Rồi, cảm ơn tất cả anh em.